Dự án cao tốc Bến Lức Long Thành dài 57,8 km, trong đó đi qua tỉnh Long An 2,7 km, thành phố Hồ Chí Minh 26,4 km và tỉnh Đồng Nai 28,7 km. Tổng mức đầu tư của dự án là 31.320 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ năm 2014 và dự kiến hoàn thành năm 2019 với kỳ vọng kết nối Đông Tây Nam Bộ liền một mạch. Thế nhưng đến nay, dự án vẫn đang còn lình xình với rất nhiều vấn đề chậm tiến độ kéo dài. Việc này đặc biệt gây ra sự bức xúc cho người dân vì những khoản tiền lớn đã được đầu tư nhưng lại không được sử dụng hiệu quả. Họ mong muốn có sự can thiệp kịp thời từ các cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề này. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC, chủ đầu tư dự án cho biết, đến nay toàn bộ 11 gói thầu xây lắp của dự án đã đạt 81%, trong đó gói G2 đã cơ bản hoàn thành, gói G3 đã chấm dứt hợp đồng, gói G1 đã tái khởi động thi công. Bên cạnh đó, các gói thầu phía đông gồm gói A5 đã hoàn thành, gói A7 đang triển khai, gói A6 đã chấm dứt hợp đồng và đấu thầu lại. VEC đang trình ADB thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu. Các gói thầu phía tây, ngoại trừ gói A2, 1 và A3 đã cơ bản hoàn thành, còn gói A1, A4 đã chấm dứt hợp đồng. Gói A22 đang thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng để đấu thầu lại. VEC cũng cho biết nếu có vướng mắc, đặc biệt là vướng mắc về tài chính sớm được tháo gỡ, dự kiến trong tháng 3 và tháng 4 năm nay thì dự án sẽ hoàn thành toàn bộ phần đường bộ theo tiến độ dự kiến vào quý 1 năm 2024. Liệu có vốn, đường sẽ thông hay không, hay lại thắp lên hy vọng cho người dân rồi lại làm họ thất vọng và thở dài ngao ngán thêm một lần nữa.